Phật tổ à, hãy cho con xin nghỉ tu 5 phút. Được rồi, con thích làm gì thì làm đi. Đường tăng đến đây rồi, mau thông báo cho tất cả các đồng chí chuẩn bị tập kích. Anh em lên. Nào các chú lại đây. Không xong rồi, đường tăng dùng hàng nóng, anh em rút quân mau. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Yeah.